Thưa quý vị và bà con, xã Suối Rau, huyện Châu Đức có điều kiện tự nhiên rất thuận lợi trong việc nuôi trồng các loại thủy sản nước ngọt do có nguồn thức ăn phong phú và nguồn nước dồi dào quanh năm từ hồ Suối Rau. Nắm bắt được lợi thế này từ vài năm trở lại đây, nhiều hộ dân trong xã đã cải tạo chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi cá nước ngọt, bước đầu đã đem lại hiệu quả rất khả quan. Và đây cũng là mô hình được kỳ vọng sẽ giải quyết cho nhiều diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp của địa phương. Ruộng đất có nhiều nhưng lại nằm trong vùng trũng, đất sỏi không thuận lợi cho việc trồng lúa, nên sau nhiều năm trồng lúa kém hiệu quả, ông Nguyễn Văn Thắng ở tổ 2 thôn 1 xã Suối Rau đã quyết định đào ao nuôi cá nhằm tìm kiếm một hướng làm kinh tế mới. Với diện tích mặt nước trên 1,4 hectare, ông Thắng chia làm 4 ao nuôi gồm 1 ao ươm và 3 ao nuôi cá thương phẩm. Có diện tích khoảng 4.000 m2, ông thả nuôi từ 400 đến 600 con cá trắm cỏ. Để tận dụng lượng phân thải của cá trắm cỏ và nguồn thức ăn ở tất cả các tầng trong một diện tích nuôi, ông còn thả nuôi thêm nhiều loại cá khác như cá chép, cá rô phi, cá mè và cá trôi. Trung bình cứ 6 tháng nuôi, ao cá của gia đình ông Thắng lại cho thu hoạch. Vừa qua, ông đã thu được hơn 6 tấn cá từ một ao nuôi, với giá bán dao động từ 60 đến 65 ngàn đồng một ký cá trắm và 45 đến 50 ngàn đồng một ký cá chép. Sau khi trừ chi phí, ông thu lời hơn 100 triệu đồng. Thì nếu trồng lúa một năm ở đây có khi được 3 vụ cũng có, nhưng mà nó bấp bênh lắm, sâu bệnh rồi do cái chất đất phèn rồi xấu. Sau này chuyển sang nuôi cá thì trung bình nó 1 hecta thì một năm chúng tôi thường thường cũng bỏ ra được cứ trên dưới 200 triệu trong một năm. Qua tìm hiểu thông tin trên các phương tiện truyền thông và được chuyên gia của Hiệp hội Cá trình Việt Nam hướng dẫn kỹ thuật, năm 2016, anh Trần Đức Nghĩa và 7 hộ dân ở xã Suối Rau mạnh dạn đầu tư nuôi cá trình. Với cá trình có giá trị kinh tế cao, lại dễ nuôi cho ăn tạp, nuôi được ở vùng nước ngọt, nước lợ có độ mặn dưới 15%, ít bị bệnh, dễ kiểm soát và điều trị. Sau 2 năm đầu tư là có thể cho thu hoạch. Không chỉ nuôi cá thương phẩm, anh Nghĩa còn nhân giống cá trình. Hiện ngoài bán cá thương phẩm, mỗi năm anh Nghĩa còn cung cấp khoảng 200.000 con cá giống cho các hộ nuôi trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt vào năm 2018, công ty cổ phần Maguna, Nhật Bản đã ký hợp đồng mua hơn 10 tấn cá trình ở xã Suối Rau với giá 430.000 đồng một ký. Trong tương lai, công ty cổ phần Maguna có thể nhập tới 30 tấn cá một năm, mở ra cơ hội đưa thương hiệu cá trình Suối Rau, huyện Châu Đức đi khắp Nhật Bản và thế giới. Rồi. Tôi thì xuất thân cũng là nuôi cá nước ngọt, hồi đó là nuôi cá lóc với lại ba ba. Nhưng mà sau này thấy cái thị trường cá lóc ba ba nó không có khả năng để kinh tế, nên tôi mới chuyển qua nuôi, tìm kiếm trên mạng rồi thấy cá trình này hay hay, với lại cái nền kinh tế, cái giá thị trường nó cũng ổn định, nên tôi mới chuyển qua nuôi cá trình. Địa hình của Suối Rau thì nó có cái đường kênh mương nước đi qua, thì là một. Với cái thứ hai là do cái sản xuất manh mún của bà con nông dân theo cái kiểu tự phát trước đây. Thế và nuôi thì lúc đầu nuôi thì cũng không có hiệu quả lắm. Thì đến năm 2016 thì hội nông dân xã là thực hiện cái đề án số 24 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Nay là nghị quyết số 04 thì vận động bà con thành lập cái tổ hội nghề nghiệp nuôi cá nước ngọt. Cái hiệu quả kinh tế thì so với trước đây thì nó cao hơn nhiều. Thí dụ như trước đây thì bà con nuôi chỉ được khoảng 50 triệu trên 1 hecta, nhưng mà đến nay thì sau khi trừ chi phí đi rồi, bà con đã phấn đấu lên được khoảng 200 triệu 1 hecta. Thì bên cạnh đó thì Hội Nông dân xã cũng có hỗ trợ cái đầu ra cho bà con, tức là ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm một năm từ 350 đến 400 tấn. Cho một cái hợp tác xã khác họ thu mua toàn bộ cái cá cho 16 hộ này. Cũng ở thôn 1, gia đình anh Trần Duy Quang đã chọn mô hình nuôi thâm canh cá chép giòn với 5 ao nuôi. Trong đó một ao ươm cá giống, 4 ao nuôi cá thương phẩm. Thức ăn cho cá chủ yếu là đậu tằm hoặc bắp và thóc mầm. Do cá giống đã được ươm nuôi đúng kỹ thuật nên khi đưa sang ao nuôi thương phẩm, tỷ lệ cá hao hụt rất ít. Khi cá đạt trọng lượng từ 2 đến 3 kg một con thì anh xuất bán. Vụ vừa qua, anh đã thu hoạch 21 tấn cá từ 5 ao nuôi này.
quy trình nuôi cá chép giòn này thì cái hiệu quả kinh tế của nó rất là tốt, và đặc biệt là đối với cái nhu cầu của thị trường bây giờ là cũng rất là nhiều người chuộng, và đặc biệt là cũng còn rất nhiều người chưa biết đến nó và cũng còn chưa được ăn nó. Đấy, thì khi cái con cá này thì cái hiệu quả kinh tế nó cũng tương đối là tốt. So với cái thời giá mà trước đây ấy, thì tôi xuất là tại hầm thì nó được khoảng 150 triệu một tấn. Thì bữa nay thì theo cái nhu cầu kinh tế của thị trường chung thì nó có hạ hơn. Thì con cá nó chỉ còn khoảng độ 120 triệu đồng trên một tấn thôi, tức là 120.000 đồng trên kg. Đấy, thì hiệu quả kinh tế nó vẫn còn tốt. Thuận lợi nhờ nguồn nước quanh năm từ hồ Suối Dầu, cộng với nguồn thức ăn phong phú như cỏ, bắp, lúa, nên xã Suối Rau đã thành lập được tổ nuôi cá nước ngọt với 25 hộ tham gia trên diện tích hơn 30 hectare. Tổng sản lượng hàng năm khoảng từ 600 đến 700 tấn. Theo tính toán của các hộ nuôi, tổng thu nhập sau một kỳ nuôi 6 tháng trên 1 hectare diện tích ao hồ là 400 đến 500 triệu đồng, sau khi trừ chi phí lợi nhuận thu được từ 200 triệu đồng trở lên. Đạt được kết quả này trong những năm qua, Hội Nông dân xã Suối Rau đã chú trọng công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật với nhiều hình thức như tập huấn kỹ thuật, chuyển giao trực tiếp bằng mô hình, chuyển giao con giống mới cùng kỹ thuật nuôi. Tổ chức hội nghị đầu bờ để rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình hay, hiệu quả trên toàn xã. Sau khi mà cái chủ trương của huyện, huyện ủy Châu Đức là muốn là mỗi một đơn vị một sản phẩm, thế thì chúng tôi đã đăng ký với huyện về cái sản phẩm cá sạch, gồm nó có cá trình, rồi cá chép giòn, rồi các cái loại cá thương phẩm khác. Thì cũng đã được huyện, ủy ban dân huyện chấp thuận và đã gửi cái hồ sơ đi về tỉnh. Thế thì chúng tôi cũng hy vọng là sẽ nhanh chóng có cái sản phẩm sạch đối với bà con Suối Rau. Và đối với địa phương thì chúng tôi đã chuẩn bị từng bước, cái thứ nhất là đã xuống để thực tế để xem xét bà con chăn nuôi và nhất là cái thức ăn. Cái thứ hai là chúng tôi vận động bà con, thí dụ như là trước đây thì cho ăn bằng cám thực phẩm, bây giờ chuyển sang tức là lúa ngâm ủ thành mậm để cho cá ăn, và tận dụng cỏ rồi cây bắp ở địa phương để phát triển sản xuất. Thì tuy nhiên nó là sản phẩm sạch thì nó vẫn chậm lớn hơn một chút, thế nhưng mà chúng tôi muốn vươn ra thị trường trên địa bàn tỉnh và các cái nơi khác để chúng tôi có cái thương phẩm cá sạch ở Suối Rau. Mô hình nuôi cá nước ngọt đã trở thành một hướng làm kinh tế có hiệu quả cao cho nông dân xã Suối Rau, huyện Châu Đức. Để tiếp tục duy trì phát triển nghề nuôi cá nước ngọt trên địa bàn xã một cách bền vững, hiệu quả như hiện nay, các cấp chính quyền, các ngành chức năng cần chú trọng hơn nữa những chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nghề nuôi trồng thủy sản để nông dân yên tâm sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống. Thưa quý vị và bà con, nhằm xây dựng nền sản xuất nông nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phát triển theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa lớn và có sức cạnh tranh cao, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 3656 ngày 31 tháng 12 năm 2019 về phê duyệt đề án nghiên cứu khả thi về phát triển bền vững nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Israel tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Phấn đấu năm 2030, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu triển khai thực hiện 15 mô hình cây con ứng dụng khoa học công nghệ của Israel. Quyết định 3656 của Ủy ban Nhân dân tỉnh đưa ra các giải pháp để nâng cao năng lực ứng dụng khoa học và công nghệ của Israel vào phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Bà Rịa Vũng Tàu, thông qua việc thuê chuyên gia để giúp từng xã triển khai ứng dụng công nghệ của Israel trong sản xuất, kết nối, chuyển giao công nghệ tốt nhất cho người dân để sản xuất. Triển khai thực hiện 15 mô hình cây con quan trọng có tiềm năng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương, có lợi thế cạnh tranh để làm thí điểm gồm mô hình điển hình trồng rau trong nhà kính với diện tích 2 hectare tại thành phố Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ và huyện Côn Đảo. Mô hình điển hình trồng rau nhà lưới với diện tích 6 hectare tại thị xã Phú Mỹ, huyện Côn Đảo và huyện Long Điền. Mô hình điển hình trồng hoa kết hợp du lịch với diện tích 4 hectare tại thành phố Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa và huyện Côn Đảo. Mô hình điển hình trồng lúa hữu cơ với diện tích 1 hectare tại xã Long Tân và xã Láng Chài, huyện Đất Đỏ. Mô hình điển hình trồng tiêu quy mô 2 hectare tại huyện Châu Đức. Mô hình điển hình trồng cacao 2 hectare xen canh điều tại huyện Châu Đức. Mô hình điển hình trồng bưởi da xanh với diện tích 4 hectare tại thị xã Phú Mỹ và huyện Đất Đỏ. Mô hình điển hình trồng bơ 2 hectare trên địa bàn huyện Châu Đức. Mô hình điển hình trồng sầu riêng 2 hectare trên địa bàn huyện Châu Đức.
mô hình điển hình trồng cam 2 hectare tại huyện Xuyên Mộc, mô hình điển hình trồng mãng cầu ta công nghệ cao tại huyện Đất Đỏ với diện tích 2 hectare, mô hình điển hình trồng thanh long 2 hectare tại huyện Xuyên Mộc, mô hình điển hình trồng nhãn xuồng cơm vàng 2 hectare ở huyện Xuyên Mộc, Đất Đỏ và thị xã Phú Mỹ, mô hình điển hình trồng nhãn xuồng bắp cải 2 hectare tại huyện Xuyên Mộc và thị xã Phú Mỹ, mô hình điển hình chăn nuôi bò thịt ứng dụng công nghệ tại 2 hộ ở huyện Xuyên Mộc và huyện Đất Đỏ với quy mô 10 con một hộ. Quyết định 3656 đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ canh tác nông nghiệp áp dụng công nghệ cao trong tỉnh đạt trên 40%, thu nhập nông dân tăng ít nhất 50% so với hiện nay, số lao động qua đào tạo nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt trên 50% lao động nông nghiệp. Chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi.